Xe thứ tư. Một hai. Hai đều. Hai ba. Tuấn Anh phòng thủ cái bánh banh của Thông rất là tỉnh. Không, là vì cố sát để đánh hỏng. 24. Ba bốn. Bốn ba. Rất tốt. Liên tục. Bốn tám. Chín sáu. Mười sáu. Bảy mươi. Và 11-7. Như vậy kết quả trận công đài thứ hai giữa đài Bùi Tuấn Anh và Nguyễn Trinh Thông thì Bùi Tuấn Anh đã thắng được tỷ số 4-0.